Dự báo của mình á là Nhung Hu sau khi mà bà con thu hoạch á thì nó có thể mọc lại không? Đáp án là có nha mọi người. Và nhờ đâu mà Nhung Hu có thể mọc lại được như vậy, trong khi ở các loài động vật khác nếu bị cắt đi xem như là mất luôn. Hãy cùng mình tìm hiểu nhé. Đây là chú Hu đang ra nhung ở trang trại mình nè mọi người. Nhung Hu bên ngoài có lông mềm như nhung nên người ta hay gọi là Nhung Hu, và nó sẽ được thu hoạch lúc còn non. Nếu để già nó sẽ nhọn và cứng lại. Vào mùa sinh sản, khu vực rất hung hãn và có thể hút nhau đến trọng thương, gây thất thoát cho bà con nông dân. Nên bà con thường dùng phương pháp gây ngỗ mê để loại bỏ nó ngay khi nó còn non mềm. Việc thu hoạch rất nhanh gọn lẹ mà không gây ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe và tính mạng của các bạn hung. Vào mùa xuân năm sau, ngay tại chỗ đó sẽ mọc lên một cái Nhung Hu mới nha bà con. Và có một điều đặc biệt mà không phải ai cũng biết, đó là Nhung Hu có đặc tính là có thể tái sinh hàng năm nha. Nhung Hu là một phần có thể tái sinh trong thế giới động vật. Vào mùa sinh sản, lượng hormone tiết ra dồi dào giúp kích thích các tế bào gốc sừng phát triển mạnh và phân chia làm hồi sinh và mọc lại Nhung Hu. Trong giai đoạn này, cơ thể hu sẽ tự động trích xuất các chất khoáng từ trong xương tủy và các chất dinh dưỡng đã được tích lũy trong thức ăn trong hơn một năm để vận chuyển và nuôi Nhung Hu phát triển. Đây là một đặc điểm mà không có loài động vật nào có được.